Siêu thị điện máy Ecomart xin chào các bác. Hôm nay thì em lên hướng dẫn sử dụng đối với robot hút bụi Ecovac với model X1 Omni. Đối với model này đi kèm phụ kiện cho các bác thì sẽ có hai dây nguồn. Một dây thì sẽ là ổ 3 chấu, còn một dây thì sẽ là ổ 2 chấu nhé. Đi kèm ở bên trong nữa thì sẽ có thêm một túi rác dự phòng, hai bàn lau, sách hướng dẫn và chổi vệ sinh. Đây thì sẽ có hai đầu chổi quét góc, một thì sẽ là màu xanh, một cái thì sẽ là màu đỏ. Về robot và khi các bác muốn mở ra, mình lấy tay đẩy lên nhẹ một chút là được nhá. Ở bên trong này thì sẽ có nút wifi này, đây là nút mở tắt nguồn. Còn đây thì sẽ là hộp chứa bụi nhá. Đối với chổi quét góc thì các bác lưu ý giúp em. Ở trên phần máy thì sẽ có màu đỏ và màu xanh lá cây. Đi kèm theo chổi quét góc cho các bác thì sẽ có là màu xanh và màu đỏ. Thì các bác lưu ý là màu đỏ lắp vào màu đỏ, còn màu xanh lắp vào màu xanh. Nếu trường hợp mà các bác lắp màu đỏ sang màu xanh và màu xanh sang màu đỏ, lúc ý thì robot nó sẽ cài cái vòng nạp rồi ạ, thì rác nó sẽ hết ra ngoài nhá, và nó sẽ không thu vào trong chổi chính này đâu ạ. Các bác phải lắp màu đỏ nhá. Mình chỉ cần ấn thẳng tay xuống giúp em là được, kêu tạch một cái là được nhá. Màu xanh, lắp vào màu xanh ở phía bên này, rất là dễ dàng. Và khi các bác tháo lên thì các bác lưu ý là cầm cả ba dâu kéo thẳng lên giúp em nhé. Còn bàn để lau thì ở phần dưới này nó sẽ có cái lăm châm hút, thì các bác chỉ cần đặt nhẹ xuống và nó sẽ tự động xuống luôn ạ. Và khi mình tháo ra thì mình cũng chỉ cần nhấc nhẹ thôi là được nhé Quang nhé. Ở giữa này thì sẽ là chổi chính. Để tháo chổi chính ra thì các bác dùng hai tay bóp cái phần nút này giúp em, và mình nhấc nhẹ lên là được. Chổi chính thì các bác nhấc ở cái đầu bên tay trái lên trước giúp em. Còn cái khi mà lắp ấy, thì các bác lắp đầu màu vàng này vào trước nhá. Đầu màu vàng thì ở bên ria, hai bên hỗ nhá, nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Các bác đưa cái đầu màu vàng vào trước và đặt nhẹ xuống. Tiếp theo là mình đặt cái phần lắp ở bên ngoài. Ở phía bên trong máy thì phần này sẽ là phần để túi để rác cho các bác. Đối với dòng túi mở rác ở dưới thì các bác có cái nút ở bên kia dưới này ạ. Các bác chỉ cần ấn nhẹ một chút là ở bên trên nó tự động lẩy ra nhá. Và mình kéo thẳng ở bên trong là được. Đây thì sẽ là ngăn chứa rác. Còn phía ở phần trên máy thì sẽ có hộp nước thải và hộp nước sạch. Hộp nước thải thì sẽ là màu đen, còn hộp nước sạch thì sẽ là màu xanh. Ở giữa thì sẽ có thêm một cái hộp dự phòng cho các bác. Hộp dự phòng ở bên trong này thì sẽ có là hai rễ và một chổi vệ sinh. Ở phía trên máy thì cũng có cả phần để sử dụng nhá các bác nhá. Để sử dụng, nút ở bên này thì sẽ là chế độ là tự động quay về đốc sạc. Còn ở giữa thì sẽ là nút tạm dừng và chạy. Còn ở bên ria hình giọt nước này thì sẽ là tự động giặt rẻ. Đối với model X1 Oni này thì sẽ có khóa an toàn cho trẻ nhỏ. Trường hợp nếu như nhà các bác có trẻ nhỏ mà các bạn ý nghịch ạ, thì để sử dụng tính năng này thì các bác lấy hai tay đồng thời nhấp vào nút giọt nước và nút quay về chạm sạc giúp em. Và khi muốn mở lại ấy, thì cũng làm tương tự như vậy nhé. Thì trên đây thì em đã hướng dẫn sử dụng với robot hút bụi Ecovac với model X1 Oni. Các bác có thắc mắc gì hãy comment ở bên dưới hoặc liên hệ qua hotline 0243 965 6067 hoặc truy cập vào website ecomart.vn.